cháu kỳ nên nhá, làm thế thôi nhá. Ôi, em bé đang thích nhìn đấy. Chị nhìn là thích lợi cho sướng. Bởi nó nhìn thỏ vàng, nó chạy song song lên nhá. Cái xe này nó chạy vào trong đó là thích quá, xe này những trẻ con không? Nhìn nó thích. Ôi, em hai con. Con nữa. Được con nào con cái đấy. Đúng rồi. Nó là con gái hết nhá. Con gái hết đấy. Thôi thở vào đây đứng đây. Em chờ. Mọi người cứ thế hệ sau này nó lớn lên nó sẽ yêu chó lắm, sẽ không ăn thịt chó. Trong vậy thì có hai đứa cháu, một đứa ở bố mẹ nó không thích nuôi chó ấy em. Vậy xong bắt đầu là nó ở chưa mai con lớn lên xong là con đi lấy chồng có nhà riêng con nuôi chó. Chơi trung thu đông lắm, bắt đầu đi đêm mới về. Mai em bản mai bảy, mai thứ bảy được ngủ, trời hết đêm này. Với hai con. Mm-hmm.